Chào các bạn, hôm nay tôi xin trình bày một cái đề tài mà có thể là chúng ta có thể gặp trong khi chúng ta khám lâm sàng. Đó là vết loét chưng mãn tính. Thì đề tài hôm nay của tôi sẽ tập trung nói về việc chẩn đoán thôi. Còn về vấn đề xử trí thì chúng ta sẽ để dành cho một cái video clip khác. Chắc hẳn là những hình ảnh này các bạn đã có thể thấy trong cái cuộc đời khám bệnh của các bạn. Thì chúng ta sẽ xem xét qua những cái đặc tính của cái vết loét chưng mà chúng ta gọi là mãn tính. Thì thứ nhất, theo định nghĩa thì một cái vết loét chưng mà không lành sau 6 tuần lễ thì chúng ta có thể gọi là mãn tính hay là kinh niên. Vì thường chúng ta cũng biết rồi là cái da của chúng ta thường là cái turnover của da chúng ta là khoảng từ 3 tới 4 tuần. Nếu mà sau 6 tuần cái da không liền thì chúng ta có thể gọi đó là một tổn thương da mãn tính. Trong bài nói chuyện của tôi hôm nay thì tôi xin loại trừ những cái nguyên nhân khác khá rõ ràng như là những cái vết loét do phẫu thuật hoặc do chấn thương nhiễm trùng hoặc do đè nén hoặc hay là ở trong bệnh tự miễn. Thì vì những cái nguyên nhân này thì thường thường chúng ta dễ thấy. Thì còn lại là có những nguyên nhân nào để gây ra cái vết loét chưng và chúng ta gọi là mãn tính. Thì nguyên nhân cơ bản nhất là đó là cái sự rối loạn tưới máu cái vùng mô mà gây ra vết loét. Về mặt thực tế thì cái nguyên nhân có thể là do, một là do cái sự tưới máu động mạch. Ví dụ các bạn cũng thấy rằng trong những bệnh nhân bị chấn thương dùng những cái động mạch ở vùng chân hoặc là do phẫu thuật hoặc là do nhiễm trùng hoặc là do những khối u chèn ép thì lúc đó cái vùng hạ lưu của động mạch đấy có thể bị thiếu máu. Tuy nhiên cái nguyên nhân về động mạch này là ít xảy ra nhất trong những cái vết loét chưng mãn tính. Nguyên nhân thứ hai là thường xảy ra thường xuyên hơn, đó là vấn đề máu trở lại tim, tức là hồi lưu tĩnh mạch theo đường tĩnh mạch. Thì hầu hết các vấn đề của tĩnh mạch mà máu không lưu thông trở lại tim là có thể là do hoặc là áp lực tĩnh mạch quá cao, do đó máu không trở về tim được, hoặc là do các van tĩnh mạch bị tổn thương hoặc là do cái thành mạch tĩnh mạch bị tổn thương. Chúng ta đã thấy là các loại mà vết loét chưng mãn tính do hồi lưu tĩnh mạch nó sẽ có cái nó phổ biến hơn là cái tưới máu của động mạch. Và cuối cùng đây là cái vết loét chưng mà thường gặp nhất, đó là vết loét chưng của bệnh tiểu đường. Vì trong bệnh tiểu đường thì cái vết loét chưng này có thể là có nguyên nhân từ động mạch, có thể nguyên nhân từ tĩnh mạch và cũng có thể nguyên nhân từ thần kinh. Vì chúng ta đã biết rằng trong bệnh tiểu đường là có cái neuropathy, tức là cái thần kinh, cái hệ thần kinh giao cảm của người bệnh tiểu đường bị rối loạn. Do đó cái hệ thống tưới máu tại chỗ bị rối loạn, đồng thời bệnh tiểu đường cũng tác động trực tiếp lên các động mạch và các tĩnh mạch ở vùng chân. Cuối cùng là ngoài cái nguyên nhân thực tế như động mạch, tĩnh mạch và thần kinh thì sự nhiễm trùng thứ phát trên cái vết loét ấy sẽ làm kéo dài thời gian loét cũng như làm phức tạp vấn đề điều trị.
Thì như thế nào chúng ta có thể phân biệt được các nguyên nhân gây bệnh loét? Thứ nhất, chúng ta phải dựa vào bệnh sử. Thì các bệnh sử tôi đã nói sơ lược vừa qua. Cái thứ hai là chúng ta phải chẩn đoán trên lâm sàng. Thì đây, cái buổi hôm nay là cái ngày chúng tôi sẽ nói một cách chi tiết về vấn đề này. Và cuối cùng là có những cái test để chẩn đoán phân biệt giữa các nguyên nhân vết loét. Thì cái test chẩn đoán này chúng ta sẽ đề cập vào những cái video khác. Thì để phân biệt lâm sàng một vết loét chân mãn tính mà nguyên nhân từ động mạch hay là từ tĩnh mạch, thì chúng ta có những cái đặc điểm chính sau đây. Thứ nhất, về động mạch thì các bạn sờ thì thấy thường là chân lạnh và khô, tại vì cái hệ tứ máu động mạch nó không được tốt. Trong khi vết loét của tĩnh mạch thì cái chân ấm và ẩm, tại vì vấn đề hồi lưu tĩnh mạch không được tốt, do đó là nó có hiện tượng ẩm ướt. Thứ hai, về động mạch thì thường là có cái hiện tượng đau. Đau đó lúc đầu là khi đi thì có thể bị đau, chúng ta gọi là đau cách hồi. Rồi sau đó tiến hơn nữa là đau về đêm, tức là ban đêm ngủ thì thấy đau. Rồi sau đó là đau liên tục, ngày và đêm đều đau cả. Trong khi đó vết chân của tĩnh mạch thì chân thường, người bệnh thường có cảm giác nặng chân hoặc nhức chân và thấy cái hiện tượng phù chân. Về động mạch thì khi mà để chân thấp xuống thì bệnh nhân có cảm giác bớt đau, vì lúc đó sự tưới máu động mạch sẽ nhiều hơn. Trong khi ở tĩnh mạch thì ngược lại là chân phải đưa cao thì sẽ bớt đau, tại vì lúc đó cái việc hồi lưu tĩnh mạch sẽ được tốt hơn. Về hồi lưu máu mạch, tức là capillary refill, thì ở động mạch thì nó chậm, tức là khi mà chúng ta bấm vào một cái vùng gần vết loét và chúng ta thả ngón tay ra thì máu trở lại sẽ chậm hơn là 3 giây. Ngược lại, trong trường hợp loét tĩnh mạch thì chúng ta bấm vào cái vùng gần vết loét thì máu sẽ trở lại nhanh hơn sau khi trắng bệch. Và nhưng mà vấn đề này chỉ có trong giai đoạn đầu thôi, tại vì trong giai đoạn sau, khi mà bệnh nhân đã bị phù chân và bị sơ hóa cái vùng loét, thì lúc đó cái hồi lưu mau mạch này không có không có đúng nữa. Một vấn đề khác là đối với vết loét chân động mạch thì cái vùng loét chân chung quanh đó thường là đỏ tím khi mà hạ chân xuống và trắng bệch khi mà đưa chân cao, nhưng mà thường bệnh nhân không cho ta để đưa chân cao vì họ sẽ đau. Còn trong trường hợp vết loét chân tĩnh mạch thì chúng ta sẽ thấy có những cái huyết sắc tố, chúng ta là gọi là hemosiderin, chung quanh vết loét. Đó là những hầm cầu đã thoát mạch và nằm trong các mô liên kết, và đó thì hầu hết là đó là huyết sắc tố, gọi là chủ yếu là sạch. Đặc điểm của vết loét chân động mạch là thường là ở cẳng chân hoặc là ở đầu ngón chân. Và cái hình dáng của nó là khá tròn. Còn cái đáy của cái vết loét thì thường nhất là nó có cái bẫy kết, tức là chúng ta gọi là slough, là mà hơi trắng vàng và rất dính, không có thể lấy ra một cách dễ dàng. Slough đây là cái một sản phẩm giữa cái dịch tiết của vết loét và các vi trùng tại chỗ. Trong trường hợp mà trong trường hợp động mạch bị tắc khá nhiều thì lúc đó là sự tưới máu của cái vùng đó không còn nữa, thì mô vùng đó sẽ bị chết, bị hoại tử và biến thành một cái mảng đen, chúng ta gọi là SK. Chung quanh vùng loét và chung là ở chân, thường da thường khô và bóng,
và nhiều khi mất hết các lòng ở đó. Và đặc điểm nữa của cái vết loét chân động mạch là rất đau, thường là bệnh nhân không cho ta sờ vào. Ngoài ra, cái vết loét, một đặc điểm của một vết loét động mạch có một cái đặc điểm trên bệnh nhân tiểu đường. Tại chúng ta cũng biết rồi, bệnh nhân tiểu đường có thể là có nguyên nhân loét động mạch, có thể nguyên nhân loét tĩnh mạch, hoặc là có nguyên nhân là thần kinh. Thì trong trường hợp bệnh nhân tiểu đường, vết loét động mạch nó rất phức tạp. Chúng ta thấy trên hình trên đây là thấy là có cả cái SK và có cả slough, tức là có cả cái mô màu vàng và mô màu đen như các bạn thấy trên hình. Và cái bờ các bạn cũng thấy là nó tương đối là tròn trịa, da chung quanh là rất khô. Tuy nhiên rất khó phân biệt đây chính là nguyên nhân tĩnh mạch hay là nguyên nhân động mạch. Chúng ta phải cần có những cái test chẩn đoán để mà chúng ta có cái xử trí thích hợp. Đây là một hình điển hình hơn. Đó là chúng ta sẽ thấy là ở giữa nó là một cái SK, một cái mô hoại tử. Mà loại này là loại khô. Chúng ta có hai loại, loại SK loại khô và loại SK loại ướt. Thì đây là loại khô. Và chung quanh đó chúng ta sẽ thấy là da khô và láng và có màu đỏ tím. Đồng thời chúng ta sẽ thấy là cái vết loét nó tròn. Một đặc điểm khác của cái vết loét chân động mạch là thường là ở nằm ở cái mặt ngoài cẳng chân, trong khi vết loét chân tĩnh mạch thì thường là nằm mặt trong của cẳng chân. Nhưng mà không phải nhất định là lúc nào cũng vậy, nhưng mà hầu hết là cái vết loét ở ngoài cẳng chân và như có đặc điểm như vậy thì chúng ta thường nghĩ một vết loét chân động mạch hơn. Một cái điển hình khác vết loét chân động mạch không phải ở cẳng chân mà là ở ngón chân. Thì khi mà có cái vết loét ở ngón chân thì hầu hết kể như là gần như là 100% là trên bệnh nhân tiểu đường. Và đặc điểm của cái vết loét mà ở ngón chân này là không đau. Tại vì bệnh nhân tiểu đường đã bị cái neuropathy, do đó họ không có cảm giác đau như là cái vết loét chân ở cẳng chân. Và rất là dai dẳng, tức là nó có thể là lành rồi mở. Nhưng mà kết quả cuối cùng, dầu một điều trị tích cực cách mấy thì thường kết quả cuối cùng là phải cưa ngón chân đó. Tại vì về các phẫu thuật, về lắp ráp mạch máu để mà cung cấp cho ngón chân là không phải lúc nào cũng thực hiện được. Các bạn sẽ thấy đây là một cái hình ảnh khác của vết loét động mạch ở ngón chân. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ thấy cái vùng đen đó, vùng SK đó là thể ướt, nó khác với lại cái thể khô như chúng ta đã thấy hồi nãy. Và chúng ta thấy slough là tức là dãy kết. Trong trường hợp loét động mạch ngón chân, thường là chúng ta phải thăm dò cái vết loét, chiều sâu của vết loét. Nếu mà đầu dò chúng ta chạm thấy xương ngón chân của vết loét là tức là kể như là đã viêm xương tủy, mặc dù trên hình ảnh X-quang nhiều khi chưa thể hiện ra, nhưng đó là kể như là nguyên tắc là kể là viêm xương tủy. Và cái điều trị nó sẽ khó khăn hơn vì cần tích cực hơn. Vết loét loại này cũng không đau. Và trên hình các bạn cũng thấy là bệnh nhân này là bị cái vết loét ở ngón chân cái, thì ngón chân thứ hai đã bị cắt cụt. Và trên thực tế, đây là bệnh nhân của tôi, là theo thực tế ngón chân cái này sau đó cũng phải bị cắt luôn. Đây là một vết loét tương đối là tốt, vì các bạn thấy là ngón chân thứ ba đó, cái hệ thống tứ máu của động mạch không đến nổi, cũng như là bệnh nhân tích cực điều trị vấn đề tiểu đường như nhiễm trùng. Do đó chúng ta thấy cái mô hạt của cái vết loét nó sẽ trong trường hợp này rất lâu, kéo dài có thể hơn 6 tháng
mà vẫn chưa lành, nhưng mà tương đối là nó không phát triển, đó là một cái điều khá tốt rồi. Tuy thế các bạn sẽ thấy là phía bên ngón chân cái ở phía dưới đó có cái dùng, gọi là cái cục cây chai chân, cái dục đó, cái dùng đó sau này đây là một bệnh nhân của tôi luôn, là đã lại phát sinh ra cái một vết loét khác. Mặc dầu trên bệnh nhân tiểu đường nhưng mà bệnh nhân này có hai loại vết loét, một vết loét động mạch là nằm ở ngón chân thứ ba và thứ hai, sau đó là phát sinh ra một vết loét, tôi gọi là vết loét tiểu đường do đè nén, nó nằm ở lòng bàn chân. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một cái loại khác là vết loét tĩnh mạch. Vết loét tĩnh mạch trên mặt lâm sàng thì chúng ta thấy là thường là không có dạng tròn trịa mà nó có đa dạng, nhiều hình dạng khác nhau và nhiều lứa khác nhau trên một chân. Và thứ hai trở lại nữa là thường là chúng ta sẽ thấy là có bị thâm nhiễm dùng da chung quanh đó, là bị thâm nhiễm huyết sắc tố, tức là hemosiderin staining. Chân thường là phù và ẩm ướt, đó là những đặc tính của vết loét tĩnh mạch. Ở đây các bạn sẽ thấy là rất rõ là cái huyết sắc tố tích tụ chung quanh cái vết loét, các bạn có thấy đó màu sậm, và ngay giữa vết loét đó là màu đỏ, đó là đặc điểm vị trí rất thông thường của vết loét tĩnh mạch, là nó nằm phía trên của mắt cá trong. Tuy là không phải lúc nào cũng vậy, nhưng mà đó là cái đặc điểm rất là rõ khi mà chúng ta nhìn đi đấy, thường là cái vết loét tĩnh mạch. Vết loét tĩnh mạch thì có thể xảy ra ở một chân, nhưng mà thường ở hai chân, khác với vết loét động mạch. Thường vết loét động mạch thì chỉ có ở một bên thôi, nhưng mà vết loét tĩnh mạch thường có thể ở hai bên, mà một bên nặng và một bên nhẹ. Do đó thường chúng ta phải đo cái vòng cổ chân là nơi nhỏ nhất của cái chân ở hai bên, rồi đo cái vòng bắp chân là nơi lớn nhất cũng của hai bên, và chúng ta so sánh, chúng ta ghi lại để so sánh trong quá trình điều trị xem có tiến triển tốt hay không, cũng như các dòng cổ chân và dòng bắp chân này dùng để mà xác định cái kích thước của các vớ ép mà sau này chúng ta cho bệnh nhân. Cuối cùng là một vết loét phức tạp nhất, điều trị khó nhất và lâu dài nhất, đó là vết loét do tiểu đường. Thì vết loét do tiểu đường có thể thường là ở ngón chân, đó là có nguyên nhân động mạch, hoặc ở lòng bàn chân là thường có nguyên nhân về đè nén. Cái vết loét ở lòng bàn chân thường là phát sinh nằm phía dưới của cục chai chân. Và vị trí thông thường nhất của vết loét lòng bàn chân là ở phía ngón cái và ngón út, cũng như ở gót chân. Thì các bạn thấy đây, đó là một cái vết loét tiểu đường trước khi mà trổ ra thì nó nằm ở dưới cục chai chân, và nó có thể là chảy máu hoặc là nó có thể tiết dịch. Sau đó thì nó phát triển ra và lớn ra như thế này. Bệnh nhân này đã được cắt lọc nhiều lần để lộ ra phía đáy của vết loét tương đối sạch, nhưng mà vết loét này không bao giờ lành cho tới khi nào mà chúng ta phải gọt và cắt đều cái lớp sừng chung quanh, đó gọi là callus, đó lớp đó phải bị mất đi trước khi mà vết loét có thể lành. Tuy nhiên bệnh nhân này đã gần 2 năm vết loét này cũng chưa lành. Cuối cùng thì trong bài nói chuyện này tôi đã trình bày cho các bạn các những nguyên nhân gây vết loét. Thì vấn đề đặt ra là tại sao chúng ta phải cần xác định nguyên nhân gây vết loét đó? Thì bởi vì mỗi nguyên nhân sẽ có cách xử trí khác nhau, và nhiều khi có cách xử trí đối ngược nhau.
những vết loét mà có nguyên nhân kết hợp thì cách xử trí càng phức tạp. Và điều quan trọng nhất là trong các vết loét ta phải đặt và tìm ra được câu hỏi vết loét này có phải là nguyên nhân động mạch hay không? Vì nếu chúng ta bỏ sót nguyên nhân động mạch thì sẽ dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng mà chúng tôi sẽ đề cập sau. Tóm lại, trong đoạn video clip này, tôi chỉ nói về vấn đề phân biệt các loại vết loét chân khác nhau. Còn các test để mà xác định thêm các loại vết loét cũng như cách xử trí các loại vết loét thì chúng ta sẽ đề cập ở một vài video kế tiếp. Xin kính chào các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi bài nói chuyện của tôi.